sáng nay công trình bên Long Biên, anh em thợ đang triển khai đổ bê tông mái phần 4. Đây là đập bàn, anh em đang đập mặt sàn. Đây là anh em đang đập cột. Bê tông mắc 300 nhé các bác nhé. Mắc 300. Độ sụt 12 cộng thứ 2. Đây là đầm. Đầm. Đây là đầm bàn. Đầm bàn bên đầm trên mặt. Mặt bê tông mắc sàn. Đầm. Đầm rồi cột. Đầm rùi. Quay lại bơm đi, quay là ngày bơm đi.